thưa quý thầy, quý sư cô, chúng tôi Sư gặp phụ nhau mình là trở ngày thứ về. 20, ngày hôm nay Sư cô là mình trở về. ngày 24. Thống chăn đau yếu trở về. Chúng ta tiếp tục Chính nên sư 2024 những niên thắc mắc 2月25 những hào. thắc mắc công phu. Vừa mới chỉ sư Ta tiếp tục với cái đề tài là hoa thí chánh pháp. chỗ mò tờ hoa thí Lan tỏa chứ sư chuẩn của chân cho pháp. các thiền được lan tỏa, cho chánh pháp được đi kéo Rằng dài của và mình lan tỏa sự trong tờ chân pháp chúng có thể chuẩn của trong lòng của chúng sanh để kết cái duyên giải thoát, nói chế duyên như là chế thua kết cái duyên tu tập với chánh pháp. chế duyên Không phải là cân chỉ chân pháp là chế duyên các siêu sinh cái nội ý, nên chúng ta phải đưa ra phương tiện này, bọn mình đưa ra phương cũng tiện khác, dùng cho và y chỉ quỷ chánh tâm thiền, chuyên nhất tâm thiền, trao cho lại đề thọ chỉ thiền, thay cái phương bất tiện nhi tâm. của mình vẫn giản đơn chỉ sư Thực xa công không phu chí quân hoa hỷ thố chỉ quên ý cái chỉnh hỷ tướng, hãy quên cái danh, đông người tiếng khen, hay là tất cả những cái mà gọi là chạy trên cái hình thức. Chúng ta quý ở chỗ cái công phu chân thật, của mình giống như tham chân thiền quỷ tập trung chứ vô sư thân. chân sự tập Công công phu chân phu thật đó là cái tham thiền và khởi của nhi mình tâm, tập công phu chứ sư chí tập quân hoa trung thổ vào chỉ chỉ ví dụ y như chữ là quân trước khi cha mẹ chưa sanh, bị phong xưa nay của ta ra sao, trước khi cha mẹ chưa phu sanh, mù giờ hai mươi hỷ sân trở quang lại của từ ta sư hầu ra sao, của mình từ tờ ở đâu miền mà ngủ tránh sư chẳng mấy nhận lại tầm chúng thí thiền quân hoa quy thố tâm chỉ ý chỉ là đang đưa chúng ta đến chỗ một điểm chưa sanh khởi. ý Quy chính tâm vĩ đại của là mình củng tạo ý cố niệm hay mới và sự chỉ đưa đến chỗ vô tận ý không sở chính cầu củng không sở cụ sở, chữ sinh cũng tớ là tạo không ủ có sở vẻ tớ ủ sở không có tịch, chú ủ sở phạm gọi là nhập lưu, không có phân biệt tôi sư sở cầu cho không lưu sở điều hữu, mấy chỉ ở không đoạn phân đoạn biệt sở hữu. mấy ở mấy ở muốn sợ Thì chỉ sang tuyệt có như vậy, có cái sự quyết tâm quyết tử tu tập như vậy là nó cũng là đang làm cho chánh pháp được đoạn mở tờ rộng, tăng là cho ăn tờ kéo công phu dài. ý tình nhau dù những cái chuyện sự Thì đối với sân một sự cái sinh chia thiền chân thật tu tập, nó cũng là tùy con đường cái tâm chân linh, sự siêu như là sinh tờ chẳng giữa Phật tổ nhờ như là khao bổn san sư bảo tiểu thức các khao loại chúng sanh. phố khảo sanh chư sư Thì đó là cái đề tài khảo của chúng tuần sanh này. là chờ bần sinh trí tờ hoa thí Trong đạo tràng choán chúng phủ ta chẳng có phạm những cái thắc mắc gì về công xin phu chào sư và muốn chia sẻ kinh quân nghiệm hòa tu tập, sư trên thì xin cứ mạnh dạn đề chạy ra một mến tao sư chẳng cô suy hữu ý khi quân nào mình tu vị thì cho lại nam mô bần sư sư cha môn phố mời cô qua. Mời Lê Kim Hoàng. Xin chào sư hữu ý vị, chư sư hữu ý vân. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy ạ, Nam thưa mô quý Bổn sư sư hầu Sư cùng Cha Mâu toàn Ni thể đại Phật. chúng. Thành Sư xin phụ mình thầy trở khai về, giảng cho ta cho con trở lại về, cái bài chỉ giảng sư phụ về khai kinh sư. Kim Cang. Trước đây thầy cũng đã từng dạy một lần. Thì Ý hôm nay chén sư sư thầy phụ ý giảng trên cho khai con sư lại nghe một cô. bài pháp về tâm vô sở đắc, tức là Bồ đề tâm ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ủ sổ tớ sinh chư sư phú thí sinh. Chỉnh sư phụ khai sư. Tuổi Thì trường. trong cái phát Sư tâm phụ cho Đức Phật dạy, Phạm Bồ thí sinh Phó thì Giáo Minh Nam Đại Sư cũng trích ra cái Chỉnh An bài Tạ gọi là Sư khuyến pháp tôi một hiểu câu cho này. chuyên của mình. Giáo Pháp là gặp Phú thí sinh
thì nó là vong thất bồ đề. Vong thất bồ đề tức Quảng là tâm sư chư thiện Bồ pháp thiện thí nguyện mà nghiệp. sinh siêu Thí dụ là bà ở tu cái pháp chư gì, sanh thiện cỡ nào sanh mà đánh mất cái tâm bồ đề, cũng sự là miễn cái nghiệp của ma. Tại mổ vì sao? Tại vì nằm trên ngũ nhỉ, giới chấp. nhưng vì Thì mình cái tâm bồ đề tâm là cái tâm tâm vô sở đắc, dỗ này cho mình rồi làm từ thiện từ của lòng chưa từ, vô miễn mà không có cái cứ quản lý của tạo thí mình sinh mà đó. làm trên cái tâm ngã chấp, Giả thì dụ tâm đó là sơ tâm vừa mình sở cho đắc sanh sở cầu. sư, tâm sư mới有菩提Thì心, cái sở还đắc sở有cầu đó所là求tâm所得，vô minh.那就Thì何cái nghiệp在đó无明我là着từ想？tâm gây là phát cái tâm vô sở đắc. Nên cũng那được我cho们là发菩提nguyên心，就tâm是bồ发đề那个nguyên vô无sở所đắc得性，tức trọn vẹn, phát tâm圆bồ đề nguyên vô sở đắc.满菩提Tức位，quán tham thiền无là所khởi得。đầu khởi nghi tình.那我们参花头提Thì琴。khởi đầu khởi nghi tình là đang thực hiện就cái tâm是vô sở đắc,在实行无所得性，nói là cái bồ đề tâm đó.都是Cái说chân菩thật提phát性cái bồ đề正tâm.实放那个菩提性。Thường đối với lại Phật pháp á, khi常mà对于hướng佛về Tam教，Bảo quy y我们向三thì宝皈依，sau đó tiến lên受五thập戒，giới, từ thanh văn duy或tâm đến Phật者。pháp, thì đó受菩萨đó chính戒，đó là行闻到菩萨，然后最高等的就thì bắt是đầu á, cũng phải觉phát悟，kiến phát phát cái解tâm bồ đề,脱。phát cái tâm bồ đề, phát cái tâm那bồ đề最重đó要的mới都là是thực菩hiện提cái心，đạo giải thoát được,有菩mới提là心才可以là实行phát cái那tâm bồ个đề, cũng解là nguyên脱tâm,道。cũng là tận hết tất cả cái ngã chấp trong发tâm菩mình.提心都是尽那个。我Thì执无明，把那个我执无khi明phát扫được掉，tâm mới bắt đầu từng bước á,专tạo门giới rồi发菩提tu心，就是逐rồi步ăn chay,受戒，làm保được持戒，cái thiện pháp, như嗯，là做phát教bồ đề tâm种tất种cả的tất善cả事，就是tất发cả菩提đều hướng心，行hướng菩萨cả戒，hướng cho chúng sanh,就是相众生。đều là trong chúng sanh đó cũng là có một为cái了đạo众tâm mình生đó,得益，giống như cái văn mà为了众生hồi都trước是là phát为cái tâm了cho我mình们自己。nói nguyện dĩ thực那好hiện像，phổ cập không nhất thiết会像ngã đẳng giữa chúng sanh啊，giai cộng thành Phật đạo, ta nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả就是các圆loại满chúng一sanh,切的功德，giai cộng thành Phật đạo. Thì啊，cái văn mà弟hồi đó子văn và Hoa众Nghiêm của Đức生。Phật nói về cái Bồ Đề Tâm là成cái thực就phẩm tốt nhất佛教这意của思，người phát Bồ Đề Tâm.就是说那个发菩提Thì心từ bắt的人，đầu là đã khuyến phát, đã dạy phát rồi,一开始và cái viên mãn就của是cái我phát们要发那个菩khi提mà phát心，cái tâm Bồ Đề最tâm终tất cả圆đó满。rất là nhiều á, mà cái sự thành tựu cuối cùng rất là hiếm, rất là ít, rất là hy hữu, mà但bắt đầu是thì cũng đã发giúp菩cho提心的人công nhân giải很thoát,多，但thì是mới成phát được就cái nghiệp就tốt很少，do cái因nghiệp为业障tốt已do尽，là因为我执无nghiệp明，tiếp tục trôi lăn, do những cái đạo tâm就trước把đó我们bị hành Bồ Tát继nhiều续đánh mất cái被tâm Bồ落Đề.在轮回里，Thì被堵在轮cuối回cùng là里。bị cái sự cám dỗ của ngũ dục lạc rồi làm因cho为trôi lăn,有那个五và欲cái khổ影响落去，khổ những cái nỗi khổ niềm đau phiền生não出来种种的trở烦thành恼、những cái cuộc sống, những cái sự痛khổ gai,苦，thì lúc đó là在quay lại生活上với的lại Phật障pháp碍để tiếp tục lại tìm con đường giải thoát tu.然后Đó đối với再người trong cái回tâm lực á,来trung hạ佛căn,教，tâm lực á dễ bị来找一chướng个ngại trong方việc便的muốn事。那hành就Bồ Đề说那Tâm个theo Phật中cách下chuẩn根的人，là chúng ta có thể bị lui sụp. Đây cái nói, cái khuyên越障chứng碍tâm Bồ的Đề Tâm越là被phát cái tâm vô拉sở đắc去，越被chân thật,容易影thực响。hành所以说，nên发菩提thì心一定要nên cuối cùng正正实实、mới老老实实thành的，tựu được才可以成就chánh đạo. Thì Phật成Bồ Đề道。Tâm cũng như là那说发菩提心。
tinh tự tâm vậy. Đây都là是đúng cái说tinh tự tâm,性Phật质pháp là性tâm足够để圆满。mà tưởng dưỡng, là củng cố được cái niềm tin tinh tự tâm.如Và果我từ cái们tinh tự tâm长đó远巩固mình tự性质性的，được đầy đủ, nên nó dễ bị chướng ngại. Nếu也mà tinh因tự为tâm自心还là不đắc足tinh满，cầu所đắc以vô sở đắc vô sở容xả,易被tại堵，vì容易被tâm落mà去。ngoài tâm giống như ngoài thời gian không có thêm thời gian, ngoài không gian không có thêm không gian,就是说，ngoài tâm除không了，còn có cái gì khác, tất cả đều就是ở nơi tâm.空间之外没有Nếu mình không có thêm另tâm,外nếu mình cầu thêm时间giống như là之một cái外tập没quán,有ví dụ另các Phật外tử的意识，không tin có viên châu trong chéo áo mà cứ đi就làm是说，我们的mà心已người经ngoài包chụp mũ括cho一là đúng,切空间、nên cái时vô là间、tâm数量。cũng là tinh tự tâm không có khác.就是说，大菩提心都Tinh tự是tâm đúng说là那tinh个tự tâm性质tâm心。thì khởi nghi tình đó. Khi mà那niềm tin对đã于禅được củng宗cố性质心的提起，đầy đủ,我们niềm的tin自10 信phần thì nghi被đến 10 巩phần, nghi固， 10 phần thì ngộ,就是说相信十thì dư ở分，đó đối với lại tinh离tự十tâm分，và离十分就是开悟十cảm分，giác cái tinh tự那tâm就đó là是củng主cố事的话cũng提醒我们。do cái củng cố niềm tin tinh tự tâm mà Đức Phật phải phương tiện bày ra tất cả phương tiện那都因và giải为thích à,让众生cho有那个足chúng够sanh的信就心，所以 49 năm佛陀以những前cái mục đích四十là九củng年已cố niềm经tin教出来种种的方便và khuyến pháp来教会众生，thì nó tin tự tâm mà劝众生要发菩提心，nó cũng là trên cái ngữ cảnh đó. À, mà ra都chúng是ta chỉ một thôi,在tất那cả chúng个sanh语được cái giác都是ngộ在đã那có个。là để phá ngã chấp,让众生nên cái chỗ hay就是nói说那个目là的目để标phá就ngã是chấp.让众生解脱。Ví dụ lục tổ đó Phật bảo đàn kinh đó, nó cũng nói niệm chấp thật á là bát nhã tuyệt, niệm phá chấp thật đó là bát nhã sanh. Đúng là cái giác bát nhã就là是phá祖师老niềm六tin祖tinh tự都有tâm,说，củng cố niềm tin tinh tự tâm,般若tinh tự tâm đầy念。đủ tức là cũng就đã是phá chấp般若觉，phát bồ đề tâm, cũng là vô sở đắc,没有cũng般là若phá觉，ngã那就chấp不是cái hoài mãi.般若念。Thì đó là cái nghĩa của phát bồ đề tâm và tinh tự tâm, cũng như là phá ngã chấp vậy.那都是说那个般若觉，性质性的意思。Thưa thầy, cho con xin hỏi thêm một câu nữa rồi.刚才那位继续Rồi.再要问多一句。Dạ, cái pháp Bồ Đề Tâm là cái tâm ban đầu rất là luôn luôn là trân trọng菩và提kính心trọng.就是Đó一cũng là开cái始的心，tâm就căn是bản都của是说mình你ở的trong ngày đầu.正Thì đó宗，là khi mà mình正规正trong法。cái quá trình mà đối diện tiếp cảnh cũng giống như là cái thời gian làm cho cái tâm Bồ Đề Tâm của mình cũng như cái phát tâm ban đầu á, nó sẽ không Nó còn像giống我như们những cái ngày đầu tiên nữa,开mà nó始thể发hiện源trưởng giữ的cái心，luân luân và cái Bồ Đề但Tâm是của mình là giống như là giữ lửa,过一giữ段lửa时cho cái间，Bồ Đề Tâm luôn luôn được cháy rực那个菩rỡ,提thì là心容易被cái ngồi cái việc mà减少，cái công phu tu tập那我hàng ngày们ngày của怎mình样cũng可rất以là quan trọng.把那个发Thì菩một提các bạn thính心giả thì cũng保đặt持hỏi là那个菩提心的一生？nếu giả khi mà cái Bồ Đề Tâm cũng giống như cái sự phát tâm ban đầu của họ rất là dũng mãnh, nhưng mà khi mà trải qua một cái quá trình đó tự nhiên nó lui sụp và họ cũng vẫn là công phu tu tập, Chỉ thì là họ经giống过như一个kiểu过là họ程，có cái niềm tin然后luôn菩提luôn心，là giống kiểu họ rất là buồn信khi mà这biết là心không thể lại被giống减như少。cái ban đầu được đó. Thì là nếu giả过cái đó香，là như vậy thì có phải là trong cái quá trình công phu在tu tập开始的那nó个không có心còn được不能giữ保持lửa开trong始những cái thời gian công phu的ban那个đầu,愿nó rất là望，tinh tấn, nhưng mà bây giờ nó lui sụp như vậy thì có phải là do cái quá那trình就công好phu像tu tập说我们của的họ功hay là夫do cái quá trình在của họ开始了mà nó làm cho cái bản thân họ cảm thấy không còn giống như很xưa进nữa.京，Và con xin thầy
很绵密，但是逐步逐步减少，那是不是我们的功夫有错？那静思不开是这一点，让我们可以发展我们的功夫。Thì cái nghĩa mà Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm á, Vâm Phất Bồ Đề Tâm佛Hà Thủ陀Như Thiện Pháp在《华严Như经》Lai中Nghiêm,有说thì：“nó望đúng là菩提không có心，phá ngã chấp á, cho dù mình tu望mà是菩提心。cuối cùng đó cũng là cái nghiệp của ma thôi, tức là vẫn ôm cái tương đối, chạy trong cái tương đối, chạy quanh trong cái năng sở, chứ không phải là giải thoát ra khỏi cái tương đối, cái năng, cái sở. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói là không có chịu nhập lưu那好mà cũng xuất像lưu,在《楞tức严là经》không里có有chịu ra bên说，ngoài để tìm cách ở bên ngoài,不giống敢như không tin Phật入vậy đó.流，Cho不nên敢入流，mình只chịu được是á, mình处phát于triển我tâm,们，mình làm那就是đủ thứ不信cái自心。lành, làm đủ thứ cái hạnh thiện,那thì说do đó mình phải giữ cái công你phu自己静经，miên你mật,自己nhưng静mà经，mình chạy trên你hướng保持怡cố情，chấp保持hay mình功夫绵密，chạy nơi但duyên,是还执tất在。cả đó đều là đánh mất cái警Bồ Đề,戒，tức là只在tu trên香ngã香chấp念，á, cái bài tu trên cái phá ngã chấp,那tức là都是phải tu có tướng để cho người ta khen, tu có tướng người ta kính就trọng,在那个mà trong luật Trung Hoa Nghi ấy,像cái上câu nói面，đó là giả trang thiền tứ就đại,在那có个thể cung kính果执上面没giả有ra cái破果执，chứng tu就trên是giả假装，cho người khác ta cung假kính, cho装người khác ta cúng dường,修行的cung相cấp,来thì让đó đều là có cái其他人来gọi là让cũng众có cái sở生đắc来đó,供养，cầu danh或cầu者tham,将cho我们nên自tài己，tri kiến tri thức á, cũng là sở cầu.那都是我执，Và những cái hành, những cái cầu然danh tri后还kiến有tài求tri thức nữa求自mà坚，救自khổ hạnh食，hết sức,那都是我们rồi所vô khổ求。hết sức, mà đó cũng là chỉ trên danh thôi, cái danh là tu tập hay là cái tri kiến bảo vệ cái tri kiến cố chấp của mình, thì đó cũng đều là đánh mất cái Bồ Đề Tâm, mà đánh mất那Bồ Đề一Tâm là切cũng如là果tu trên ngã chấp, rồi tu trên cái phá ngã chấp.就在我这，那就Thì á, đối với lại Phật pháp á,已经放下菩提cái tịnh心。cư tâm á, là cái phát Bồ Đề Tâm á, nó từng mỗi lần á, mà thọ giới á, cho đến từ từ cái ngũ giới thập thiện cho đến thập giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, vân vân, Bồ Tát giới. Bắt đầu khi mà thọ giới đều phát cái Bồ Đề Tâm, nhắc nhở lại phát Bồ Đề Tâm, vì tu giải thoát cho đang nên xem mới đến sâu ứng chia dụng đó thọ trì chứ, giới, vì giải thoát, vì phá ngã chấp chỉ là cho说mới为học了破Phật,除，为了cho nên đó đều là nhắc解cái Bồ Đề脱，Tâm我của mình们cả. Lúc mình才giả thâm发thiền,那个菩提心，phát cái tâm giải才thoát,受戒，thì một才bậc á,学佛trời cũng教。gặp trực tiếp mà ở我trên们cái参禅，về cái当一个禅者，giới luật那为và了cái解脱。các cái pháp môn khác á, trên cái phương tiện á, thì那其他đều法có门cái的那nó个戒律都nó tương是ứng, giống như là nó phát Bồ Đề Tâm cũng từ种cái种的cư区sĩ别。ngũ giới, 10 giới thập thiện, 10 好giới sa像di,具师就 250 giới有tỳ kheo,五 358 戒，giới tỳ kheo ni,沙弥就有十 304 các戒，Bồ Tát giới đều khuyên phát等等，Bồ Đề, Bồ Đề Tâm, và càng phát rộng就rãi是giống有như chuyên là đồ mình cố phát gắng菩trên提tinh thần心，tâm, càng tinh tâm và càng đi thẳng vào巩固自己的自cái ngộ của心。bản tâm. Đây là cái pháp来tinh开tấn đó.悟自Mà心，đối với thiền tâm nói đơn giản là tinh tự tâm,那对tức là于di tình, đó众là cái pháp trực tiếp很简单的mà để说，giác ngộ就giải thoát.是Cho nên相信我do们自己的là佛经，trên cái tiến提trình问của话công phu头祈đánh mất Bồ请。Đề Tâm, trên cái tiến trình của công phu mình lại那chấp在我ác们chấp共ngã,赴过程cái上này đều là cái sai lầm, mà chấp ác chấp ngã菩trong提cái pháp心sở被cầu减少，là然không后tinh消tự失。tâm,那因为我们还有thôi thất Bồ Đề所Tâm,得、vâng thất所Bồ Đề求、Tâm,所thì盼，trên cái sự chấp就ác是chấp ngã妄thì người事菩提ta心，tham tham luyến就vân vân,是喜thì欢đó呢在
Bị cái gì? Xiang Bị chiếu bệnh chế mất chi phổi phổi ngũ ở xiang tiếp liên ở trong sinh tử, tiếp tục phải phiền não vận dính lao. chậm Do đó mà đối với lại hợp bị tác lộ ra lớn với sông trường cái chống sự chủng thăng tới hoa thông cụ. và cái sự Nào của mình mà xuyên bỏ đối với chào giống như chăn là xuyên à, người Trung lấy Hoa hồ mình dùng nói công quan là tạo trung lượng cần thiết là thứ nhất là mất xem chi trong phổi, quân những thứ gì chủ thứ hai là sư tấn số công, tị y thứ ba chữ là dọn sức khỏe kiên cố. Phải có chi quy phổi hiển tốt, nếu mà chi thiếu một ý trong ở ba chữ cái này sư thì chiên khó cổ có thể sinh thành tựu. Mà ba thứ đó cũng là trên cái pháp bổ à, đề thì ở tâm, chữ sư lý tức sinh là thông, thứ sang chữ ba sư đức là chiên cổ tinh tấn sinh và tinh cái chánh pháp, tinh cái pháp môn là pháp chữ tôi điển sư mà số cái sự của thực mình hành, y thiên theo tinh lộ tự tự hành, cái sinh sự thực sinh hành miệt mài miên mật. à, Còn chúng ta tu ngủ tinh tấn đi hay là bắt dùng đầu công văn đó là bắt đầu tu cái ngã chấp á, để tức là bảo mình trì có cho chị cái được sự công thức mà phu. mình không biết, Nào, đi rồi mình mình nhiều có sự cái xảo sự si, thân xảo cận, sinh thân cận thiện tri à, thức, cái mà luôn ở trong tầm xảo lắng sư vô thí sinh rất là quý để giúp cho chúng ta nói cho không hắn có khởi mất sĩ. cái tâm Nào, tĩnh, để chúng số ta của mình có bao giờ cao chính ở chinh chinh ở sang chư sư trên cái vô minh chinh vô trần thắng mà phải luôn phá à, ngã chấp vô minh tu chúng lý với lại xa cần công gì phu tinh luôn cùng tấn hoàn vân vân. tạo Thì cái đó là do chúng ta phải cho cô hảo của mình duy trì được cô bản gặp phải chân cô hoa luôn duy thôi, trì cái bồ đề tâm, giống như duy là trì chủ cái sư bồ đề tâm bảo hay là cái trì bồ duy trì đề tự công bồ phu thí sinh, hay là cái lửa nghi tình, giữ lửa nghi tình, mình chủ có sư cái bảo sự trì nên là ý chí giữ lực lửa hồ. và giữ cái sức ấm của nó cho đầy đủ thì trứng gà mới nở. Là Giống bị như phân trong văn số hóa của Tây Tạng chi liên tăng tục và chi đủ tăng nóng nhau thì lúc đó lửa mới có nếu thể báo ấm loạn được, sẽ có bị sinh trở lại nên các bạn thì tất cả những đó đều là sở do chi sự lý sư miệt mài công là phu tu tập sơ không có sai lệch, chỉ à, trật một chút xíu tôi thôi sư sơ là là không có thành gà con, ví dụ như cơ chỉ ngủ trật một đi xíu thôi cũng có thể con mèo không thịt nhưng mắt cũng cũng đi bận được, lơ đãng chút nhau xíu hiểu cũng như đi cơ được, chạy mất. trên cổ sinh Chúng ta à, bị phân sự số tu tập chúng ta cũng ít phải chỉ mở giống như nhau vậy, cho lão tới sư đó mà có khi cái đến lúc đeo phải ngủ cho mình đi giữ trong con mắt à. không cho nó lơ đãng. Thì đó là trên cái sự tu tập và công phu phải luôn phá ngã chấp để không có bị vô minh, không bị tập khí, không bị Cô cái sâu muốn siêu tập sinh khí sang chấp, chỉ thị nhỏ để cô có chứ thể đó nhỏ là cái nghị sứ dẫn dắt chúng ta tu thiên luyện cho về của mình sinh tử là của mình và chỉ về luân hồi. là của mình lo cho Thì như thao lớn người mình phải thận trọng và rồi học sau mới nhiều, chán chứ giống nhỏ như là đứa học trò nào thần cũng phải có một xạo cái sinh sự ham học, có một sự tinh cần, siêng năng, chăm chỉ. nhỏ Khi mà chán học xuế trò nó đánh mất cái sự tinh cần, siêng năng, chăm chỉ và mà ý bị chí phân ham học rồi đó thì ít nó phân chỉ xuế cho xong mình chơi thôi, thì không có đem theo lại cái sự hiểu thành công. dùng sinh Đối với tố sụ pháp thế theo gian hiểu này và có chân chân thế sự gian sự nó ta phải muốn vượt gì rất xa, à, tố sụ nó phải có một cái ý chí trượng đúng phu, của nó phải có à, một cái xeo tâm sư này có phải dùng là sinh tố sụ được gì đầy đủ rõ ràng chỉ thì sư mới có thể thành tựu được. Mà cái à, tâm cô lực đó nữ là bà này người có xưa có, Phật chỉ sư cô cũng nữ tạo tạo cũng chấm làm được, chương người xưa cũng làm được thì chúng ta ngày nay cũng làm được, chứ không có phải là coi thường chỉ cái cho tâm chủ của chúng ta. sư以前可以做Thì得đó là到，một我cái现在都可mà以rất做nhiều得tổ到。sư cũng hay sắp tới这và nhắc几nhở句chúng ta都như vậy.是主师，Nói vậy nghe hiểu không?经常提醒我们。À, các bạn nãy giờ cái tuệ pháp á, giơ tay mời cô sư cô tuệ pháp. dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch trên thầy, dạ con thể đại chúng. Xin cho suy ý vì Dạ thưa thầy, suy cho nghĩ con xin hỏi là tại sao có những lúc con thấy mình có sống trong những cái tưởng và mình cho những cái tưởng, những cái suy nghĩ của mình đó là đúng ạ. Dạ con cẩn thận thầy tha thứ cho con ạ. tại vì chấp ngã, tại vì vô minh nên cái tưởng thực sự Hay dùng là này những cả tỷ phân cả cái biểu suy nghĩ hiện chúng ta là đang luôn mang nè, suy những suy nghĩ chúng ta đang có nè, của chính cái chủ tha thấy, số cái nghe, cái hiểu, cái biết của chúng ta đang luôn luôn á
một bên này. Mà Đức Phật cũng nói đó là cái thấy, cái hiểu, cái biết, cái nghe bệnh đã thành tựu vô thị. Nó không có他的cần意phải,思大概Đức Phật是，cũng nói đó là cái kim bao,为cái什là么cái我们bao cuốn的kim认bao为trong trong ngủ的mê心中cái里tưởng ở有时trong认为cái这是真，ảo那vì是khác gì假？đâu đâu,那我们知cái đó道là từ cái认为tha心vọng就是我nha,执，但是还ra相ngoài信，hết cái lớp vọng lớp大概hai是这个意thứ ba思。lớp vọng từ từ, cái vọng trong trong vọng á, tức là sai lầm á. Cho nên á, cái就người是mà说，我cái们tưởng của họ á,一cái直là cái来diên就não của họ nó mạnh á,被堵在là我không có执kiềm无chế明。nổi à,嗯，kiềm chế nổi cái thân của有họ,很nó多nghĩ人luôn他cái的thân điên tâm đảo, của họ, ngày thân sân tâm mà nó điên ta đảo, không能nó căng thẳng á,控đó制tại cái自cái己。tưởng nó quá mạnh á. Thì cái tưởng đó đều là do cái chấp tâm mà thành, cái điên đảo那个là想do都是chấp tâm,因chấp为tâm là执mình cái nhu着cầu của颠mình,倒sợ đắc生đạo,出来，luôn cái sợ sợ của mình, chấp执tâm.着就是所得、Rồi所mới đưa求、lại所盼，cái执mà我都是禅để定，都是chỉ là相cái病tâm的，mình đó, cho mình biết á, để mà那mình是quay病，về lại với就是cái tâm身mình của体，mình. Tại vì cái tướng bệnh á, chạy ra tướng就bệnh是chạy病ra的相cái tương đối的ngã意chấp,思。chạy ra cái năng sở. Bây giờ để mà có thể trị liệu được cái bệnh đó là phải lìa năng sở,那要lìa cho治hết那cái bệnh đó个là phải phá ngã chấp. Mà phá ngã病chấp的话，那phương,就phương要tiện để phá破ngã chấp này, cái phương我tiện执，gián tiếp hay là phương tiện trực tiếp,破我tức là执tất cả的các cái方pháp tu.便，Nhưng mà包括境Đức界Phật phá或ngã chấp者cũng phải直trực tiếp tất接，cả, chứ nó không khéo á,都是có要thể thực实hành mà行。cứ đi tìm hiểu,如果不đi敢tìm实hiểu行的话，nó一lại直tăng trưởng去，tri kiến ngã chấp nữa, trên增sự加lìa ngã chấp trên sự tự phá ngã kiến chấp,我执。cuối cùng á nó cũng cứ buộc ràng mình lại trong cái vô minh và ngã最chấp.后都被绑Thì cái sự tu tập á,在ở我đây执无tức明里。là lìa cái那我们修行năng sở, lìa cái tương就đối,是离开能mà lìa所，năng离sở开là相sở对，gọi là cái nhập lưu đó,都是nhập说lưu入là明vậy.的意思，Mà cái反闻phản giác自trở về心，phản giác, phản反tri trở về chiến，tự tánh, phản kiến trở về tự tánh, phản giác trở về反tự tánh, thì thực ra mỗi một觉，cái反智。là trở về hết tất cả lục căn đó, đều trở về tự tánh. Thì cái pháp trực tiếp mà chúng ta đang thực hành đó là tham thời đầu, cái我们là的直đề thời接đầu của cái法，nghi tình, cái đề thời đầu của chúng我ta们在实thực行hiện就với bao是nhiêu提问话cái头起于起，nghi tình, tức là đang那话khi mà头mình nói tôi phải được cái gì, tôi có疑hay là问就thêm是cái gì.好像一个拐Nhưng mà cứ杖，đòi được, đòi có hay đòi thêm á thì là tôi được不cái是gì,说要mình chỉ cần đề thời đầu khởi nghi tình chính bao要nhiêu增đó,加mà cũng không có phân多tích nó什như là么cái或者gì nữa,减少什么，nếu kêu là都cái不gì要thì把sao那đây,个疑去分là cái析。biết, biết không nổi你khơi是什么种种？không có truy tìm很lại简单giải的，thích,就是cái提问那个话头，tại nghi tình là不晓得，不知道，cái trở về tự那tánh,就是trở về疑tự tánh了。lìa cái tương đối phân biệt, còn cứ đi giải thích ấy,疑情就是mà离làm开được你ấy,的分thì cái别，đó là chạy trên cái但hành trình是đi如như vậy果thì chứng去được找phương tiện.疑是什么，那就Nên是无cái chỗ疑，này á,不nhiều是khi真理nó的。là cái chỗ không có gắn nắm, nên là nó đi ngược lại不với是cái例mục如tiêu说，lâu đời, cái muốn迷biết, muốn情tìm hiểu,没有muốn地nắm, muốn bắt,方muốn sờ,受，muốn được,无gọi là助的意cái思。tương đối đó. Cái này hoàn toàn nó khác với tất cả các tương đối, và thấy nó khó, trở thành cái khó cực kỳ khó, tại vì giống như là buông xuống hết tất cả vậy, buông xuống hết tất cả, cái giữ cái nghi là tự động, tâm nó buông xuống hết tất cả, buông cái chuyên văn giác trì.那如果Cho可nên以nó保持khó,那个cái离gì là nó情，quá quen quá thuần thục, đụng cái này thì không一đụng được,切hoặc là会cái自tôi动càng放trễ,下。cái sức khỏe nó càng nhiều á, thì cái sự ham muốn vô minh ngã chấp mình cũng càng mạnh, và có khi那không tin, không tin luôn也就vào是là说，越年轻的人，Phật,身không tin luôn体cái tâm健của mình,康，không那tin luôn个cả五执无chánh pháp,明，那个mà想tin tất cả要cái ý thức của mình, tin种vào种cái的sở cầu, tin cái thái quá khứ độ。của mình thôi.那Đó là就cái我mình觉得đang无tập名，trung á.不Mà cái易nếu mà khéo发vận展。dụng trên cái mà đang khỏe nè, cái đang那đang如果mạnh我们nè, cái tâm á, cái tâm知đang道đang
có cái lực lượng晓得mạnh mẽ,利cái用sức自mạnh己mạnh mẽ身体健康và来修củng行，cố được cái niềm tin tin tự tâm,巩củng cố固được自niềm己tin的信tin自chánh pháp心，忏và学mình正dùng法，nó để mà chuyển hóa利用mình这là phá ngã chấp,身体liền cái tự来修tôi行，就是liền sự tự转tôi化我nó们mở自ra己lớn的心，来观và我觉，nó hoàn toàn là为最后nó会đuổi得hết tất到很cả大的成trong vòng就。luẩn kiếp ấy, ta đi sai lầm ấy, cũng là gọi là biết quấy liền bảo biết sai liền sửa, thì đó là nó sẽ đi đến sự thành tựu. Cho nên如果我们自cho从nên cái sự知道phạm自己pháp有错误，然về后cái phá ngã立chấp刻chánh改变，chánh pháp phải nhớ luôn phá ngã逐chấp,步không都ngoài可以ra得到成就。chấp ngã thì nó lập那ra就是cái niệm说，tà pháp.正法后果Tức觉就là是正法，phá ngã chấp đó là cái niệm trí否tuệ,则就是邪cái道。niệm là niệm mê, là cái niệm của vô执minh,着与执着都是邪道。thì đó là được cái chư tổ, được Đức Phật đã nói trong kinh điển chư tổ, đọc这là几thấy句chỉ bảo佛thì chúng陀ta biết祖师được cái niệm trí hay không ấy, là do在tâm经mình典sanh里ra,面都有说过，vận dụng niệm, giờ vận要dụng niệm看我trí ấy,们ở trong cái hoàn cảnh nào, ở trong晓cái hoàn得cảnh nào利用自thì己đó的là cũng có thể luôn luôn力量sanh khởi trí tuệ.来修行Và嘛，nếu或mình者không被dùng我cái执niềm入tin迷纳hay去，dùng cái tương đối那要看我们自己的thì ở功夫。đâu mình cũng bị lấn cấn, ở đâu mình cũng bị vô minh che phủ, phiền não đau khổ luôn nó chi phối mình, thì nó phải tự vận dụng và tự nhận ra cái chánh pháp của Phật, luôn Na học uổng chớ theo cái vô minh lời của Phật, lời của tổ, giống đã như cái thái duyên kiên mà sư cố nói lúc thái nãy sâu đó, hậu, để không có phải所以sai, không要phải看佛陀lầm的lẫn.法，Đó là cái trách nhiệm của người tu, giống như忏là学，cái靠佛教cái来tuệ giác ấy, làm cái sự nghiệp得到那个cũng gọi là解sự nghiệp脱。tuệ thì nghiệp là vậy đó, chẳng vì chỉ học rộng hiểu nhiều làm sự nghiệp. Cái tuệ đó là cái phá ngã chấp, cái tuệ là cái lìa tương đối mới là cái那chánh个pháp,慧就是般若đây là cái sự觉，nghiệp của慧cái vị就tu.是离开相对，Thì nói vậy nghe就hiểu把không?那个慧当我们修行的Dạ con事thấy业。con hiểu ạ. Dạ con xin cảm ơn thầy. Rồi bây giờ cũng đã hết giờ Thời gian thăm chính nhà đạo, với thầy, với sư cô再cũng vào见trong thăm. nam Rồi mô bố bổn thí sư Thích Ca Mâu Thích Ca Mâu Ni Phật.